Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Hiện tại Thiết Cương đang đứng ở huyện Hóc Môn và đến với nhân vật ngày hôm nay đồng hành cùng với Thiết Cương, đó là MC Cát Tường. Cát Tường ơi, ủa MC Cát Tường đâu rồi ta? Nhớ hồi nãy cậu tới trước mình mà sao giờ cậu đi lạc đâu rồi? Cát Tường ơi, làm gì? Ủa đây hả? Làm gì? Hôm nay anh sẽ mời Cát Tường đến đây, nhân vật là hai vợ chồng rất là dễ thương. Ủa tôi đi trễ cái chút là chào sóng cướp sóng tôi luôn hả? Anh nhanh lắm. Thám tử tập sự bữa nay lanh lẹ rồi, bữa nay em làm thám tử lại nha. Rồi bữa nay thám tử đi đâu đây? Ok, hôm nay Cát Tường sẽ làm thám tử và mời MC Cát Tường giới thiệu nhân vật cho tất cả quý vị giả biết đi à. Ủa vậy tôi là thám tử hay tôi làm MC? Đây là thám tử đây MC, rồi mời giới thiệu nhân vật đi à. Chúng ta sẽ đến gặp gỡ một cặp vợ chồng, đó là một đôi vợ chồng trẻ, họ yêu nhau thấm thoát đã mấy năm rồi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ vào gặp đôi vợ chồng trẻ ấy. Ai lý lịch nhân vật? Vô rồi sẽ không, biết để tôi khai trước cho nó biết mật. Không, để tôi nói trước luôn, đây là một cặp vợ chồng rất dễ thương, là diễn viên đồng nghiệp với hai đứa mình luôn. Chồng á là diễn viên của nhóm Intro. Là diễn viên khóa Đức, còn vợ á là ông Trò, là đàn em của Thiết Cương Trung Thầy. Thầy Minh Nhí hả? Đúng rồi, rồi. Diễn viên Kim Quanh. Bao wow, nhạc ai có vườn lan đẹp ghê. Xin chào Bá Đức, em đang làm gì đó? Ủa, chào anh. Bá Đức đang chơi cá đá. Dạ. Phải không Cưng? Dạ đúng rồi. Wow. Em còn trẻ mà em đã có cái thú chơi chim, chơi lan, chơi cảnh như vậy. Chơi chim đâu? Giải ý là giống như chơi chim, chơi cá. Người ta chơi cá là cá, cá bơi dưới nước mà chim bay trên trời, mà sao ghép vô chung được? Ý nó là có cái thú vui rất là tuổi già. Em cũng già lắm rồi anh. Ủa vậy hả? Em 30 tuổi rồi. Già quá trời già luôn. Già quá trời luôn em. Em nuôi cá hay lâu chưa? Được 3-4 năm rồi. Ồ vậy hả? Cá này là cá gì em? Cá ly thi nè. Cá nó không giống cái cùng giống ly thi, nhưng mà nó là con ái, người ta gọi là beta. Beta. Cá này nó có đặc điểm gì, nó có thú vui gì chơi với nó? Cái sắc màu của nó chị. Đó, mình nuôi là mình nhìn nó chơi vui vậy thôi đó hả? Nó kè nhau, nó phình mang lên, nó đá nhau. Nó đá được phải không? Dạ đá được. Cá sim á thì mình cho đá không tiếc, còn này nó cái giá thành nó hơi cao á. Ủa vậy hả? Đẹp thôi. Cá nhiêu con? Tùy giá, chị mấy triệu cũng có mà. Con cá này mấy triệu hả? Có. Nó sống dài không? Tuổi thọ nó 250. Rồi nó có đẻ không? Dạ có. Cái dòng này là đẻ là cái khó nhất trong các loài cá luôn. Cá tôi tìm hiểu nhiều rồi nha, mà có vụ chó mèo thôi chứ cá tôi mới biết. Con cá này mà 2 triệu mấy hả? Rồi có con 3-4 triệu, có con 5 triệu. Này nuôi này cho vui thôi, nó có là đẻ ra lợi nhuận gì kinh tế cho em không? Thì nuôi chơi thì thôi, nhưng mà ví dụ bán thì nhiều khi có nhiều người cũng có vô mua, nhưng mà em toàn cho mà. Thế thôi sao mày rảnh vậy? Giao lưu chơi. Vậy rồi mày giao lưu với chị con coi. Cho anh với chị cắt tường mỗi người con em nha. Dạ được má, trời ơi. Nó thiệt tình dữ vậy. Thôi ông bỏ bớt cái tật sinh sở của người ta đi. Mua thì bỏ tiền á mua. Không, còn có mấy con mấy chục ngàn cũng có. Ờ cho ổng có con là 1 ngàn thôi. Cái Cương chỉ xứng đáng với con cá 1 ngàn. Em nuôi cá gì là vợ em có ý kiến gì không? Nhà phải có nắp á. Nhà phải có nắp. What? Vợ em đâu rồi? Dạ, chắc ở trong nhà. Em kêu là ở trong nhà đợi khi nào cho cá ăn xong là anh vô, ở là phải ngồi đợi. Em ghê quá. Lấy vợ lâu chưa? Em lấy được gần 2 năm. Con em mấy tuổi rồi? Dạ 15 tháng. À, mấy trai gái? Dạ gái. Bây giờ vô thăm nhỏ em đồng hương với tôi đi, với lộn đồng nghiệp với tôi. Ủa sao đây cũng đồng nghiệp, kia cũng đồng nghiệp vậy? Kia đồng môn cùng học thầy Minh Nhí. Vô đi Cương. Nhà Cương vô trước thì chị mới dám vô chứ. Mời anh chị vô trước chứ. Rộng rãi, khang trang mà đẹp đẽ quá. Kìa, mẹ chồng nàng dâu luôn kìa. Đó. Em với là mẹ của anh. Vợ đâu rồi Cưng? Quanh ơi Quanh. Nãy nói gì, kêu một tiếng là vợ ra gì đó, rồi kêu một tiếng là vợ đứng đợi gì đâu rồi, vợ đâu? Nãy giờ em chưa kêu mà kêu. Kêu đi, giờ rồi. Kêu nè. À, Quanh ơi. Trời ơi, xin chào bà chủ. Công nhận ông chủ nói đúng thiệt. Kêu một cái là vợ ẩm con rồi ra đứng đợi nãy giờ phải không? Chuẩn bị sẵn á chị. À, ra đây Cưng. Nãy giờ đứng đợi lâu chưa? Dạ. Chồng chưa cho đi không dám đi hả Cưng? Dạ. Trời ơi. Con cười đi. Trời. Nhà đông người không? Dạ, em ở với lại ba mẹ em với con bé em nữa. Đây là phòng của nhỏ em của em, còn phòng ba mẹ em ở đây. À, phòng hai chồng đây. Không, phòng của anh thôi chứ không phải hai chồng. Ủa vậy hai chồng rồi em, phòng em ngủ đâu? Đâu có được gọi là phòng em đâu. Em đập đất. Trời ơi, thì cũng nằm dưới đất, trời thì giường cho vợ với con thôi. Mời trong phòng. Là phòng hai chồng đứa con đó. Đây là phòng của em gái. Đây là phòng ba mẹ. Dạ. Tủ đồ của ai? Nhà tủ đồ này là của ba em. Ba thì tủ đồ người già rồi. Nhà
nhà mình rộng quá ha. Còn bên đây là cái xưởng hay cái gì vậy em? Dạ đây là cái bếp. Cái bếp mà to dữ vậy? Dạ. Ồ, nhà rộng rãi ghê ha, thoáng mát ha. Hàng chi nuôi chó rồi nuôi cá, nuôi kiển, nuôi tùm lum hết trơn. Trước chị thấy còn có cái phòng gì trước này nữa nè. Dạ đó là phòng thờ. Phòng thờ đẹp quá ha. Khuôn viên nguyên nhà là nhiêu? Em không biết. Nhà một mẫu quá, mẫu hơn. 10.000 đâu, nhiêu đây làm gì 10.000 như vậy? Ở phía sau sao? À. Ở ngoài sao? Ra phòng khách ngồi nói chuyện. Cho anh hỏi hai vợ chồng em là đồng nghiệp nhưng mà ngày xưa lúc mới quen nhau là hai người đi diễn chung nhóm hay là sao? Chờ em. Ủa sao học trò em được? Nhớ Kim Quanh học trò của thầy Minh Nhí mà sao giờ học trò em luôn? Thì thầy dạy môn kỹ thuật biểu diễn, còn em thì em dạy môn hình thể. Tại sao em kể nghe? Lúc mà dừng dạy á, thầy cô là cái tính em cũng cờ rỡ lắm. Thầy cô nói là làm thầy rồi là phải nghiêm túc, mình phải chững chạc này nọ. Xong em cũng cố gắng lắm, vô em mang giày tay, bỏ sơ mi rồi. Lúc đó thầy Minh có một cái quán nhỏ đó. Cái bà vô cũng biết uống bia, rồi cứ theo vô thầy mà em đâu, nói chung là cũng ngứa rồi, mà cứ vô thầy mà muốn đá một trò ngồi cạnh á cũng gồng lắm, vô thầy cái lát nhay cũng rồi uống một cái rồi cua anh dính luôn. Ai cua ai? Hồi nãy là chưa gì là cua luôn á. Cua là theo kẹt mà bao nhiêu người cũng theo. Anh thấy là theo là kể của Đức là anh thấy em cua, bởi vì em là vị trí là học trò, Đức là thầy giáo, người ta đứng lớp vậy mà em cứ khều thầy uống bia hoài, vậy là phải em có ý đồ chứ. Có thầy thì em mời thầy uống, nó lịch sự thôi. Mời hôm đó rồi lần sau là bắt đầu nhờ cái chị lớp trên nó cấp rủ đi nhậu, em lại thân với chị đó nữa. Nó cứ kêu chị nó rủ anh hoài thôi khai tiệc vì có ý đồ đúng không? Của lúc đó cũng có, thì lúc đó mẹ trai chị kêu đi nhậu thì nói là ủa chị có rồi rủ Đức không chị? Sao không kêu bằng thầy mà kêu tên không vậy? Thầy Đức. À đó, có đủ thầy Đức không chị đang qua. Em dạy chung quanh bao lâu thì hai người bắt đầu hẹn hò? Em cũng không nhớ nữa. Trời, nhớ không? Chị dạy hết luôn á. Chỉ là hết một học phần đó. 3 tháng hay 6 tháng? Học phần của hình thể chỉ có 2 tháng hả? Ủa tính ra hai đứa này nó không yêu nhau hay sao mà chuyện tình yêu mà không biết là nhớ riêng vậy, thì mới có mấy năm mà không nhớ. Mới 2 năm mà. Không, trước đó là quen lâu rồi, mới quen 6-7 năm rồi, mới đầu mới cưới 2 năm. À là cái khóa học đó là 2 tháng. Dạ đúng rồi. Là bắt đầu sau đó thì hẹn hò 6 năm. Dạ đúng rồi. Cưới thì hai người có một cái buổi cầu hôn nào hoành tráng lãng mạn như phim Hàn Quốc không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Hai đứa là diễn viên mà sao không lãng mạn? Sao khô queo vậy? Bởi vì nhiều khi em nghĩ mình là một diễn viên, mình đi theo nghề phim á, mà mình chẳng xin một phim, thấy phim là vậy đó, nhưng mà ngoài đời chút quá à. Em gọi điện về nhà, em xin mà xin cưới, em cũng mắc cười lắm. Em ủa cái gì vậy ta? Em gọi điện về như thường ngày, kêu ông mã ơi, gì đó, cũng không biết nói sao, giống như là con cưới vợ mà nó không phải ngại, cũng không phải quê, cũng không phải sự, mà cái cảm giác nó sao em cũng biết nữa. Ủa cái gì sự thật hả? Cảm giác tới giờ em còn nhớ nó kỳ kỳ sao á. Mà nó làm sao? Em cũng ngập ngừng trong rồi, cũng giống như là bất ngờ á, tại vì trong nhà cứ nghĩ em con nít á. Cái lời thì cưới thì cưới thôi. Mà vì sao em quyết định cưới vợ? Mà ngon anh kêu cưới. Trời ơi, kêu cưới. Hồi đó thầy xuống đây nuôi chó ở đây nè. Mày chạy xuống cho chó ăn thì nó mới đi bởi nhà mày chạy ra. Thế vợ kêu là coi cưới đi kìa, chứ đi ra vô người ta mà không cưới kỳ. Nhà này là của anh. Dạ đúng rồi. Sao em mắc gì nha? Em không nuôi chó, em xuống nhà quanh nuôi chó. Dạ ở đây đâu có nhà đâu, em có nhà là Lạc. Và nuôi giùm. Nuôi giùm rồi em ở đâu? Ở trọ gần đây hả? Dạ, ở trọ Sài Gòn. Chạy xuống đây nuôi chó. Trời ơi, vậy mà là bởi vì nãy là đổ thừa cho học trò của mình. Không phải, lúc đó là đã cung dính rồi, lúc đó đang quen rồi. Em với Quanh quen nhau bao lâu thì em dẫn Quanh về Đà Lạt để ra mắt ba mẹ? Hình như là sớm lắm luôn á. Hỏi anh không có nhớ gì. Tại cái lần đó là em có một cái xuất diễn ở trên Đà Lạt á, em biết chọn trong lớp đi. Hình như là mới có tháng, 2 tháng gì á. Dắt về Đà Lạt rồi. Nhưng mà em không có giới thiệu ba mẹ, dắt về nhà luôn, biết ba mẹ biết hay không hơn. Thì em ấn tượng gì ở chồng mình mà những ngày đầu sao mà rồi quyết định mà em ra em kêu người ta cưới mình vậy, rồi dẫn người ta về nhà luôn vậy? Hồi đó là dễ thương lắm chị, kiểu là thanh niên nghiêm túc. Nhìn mình thích lắm. Mà sao quen lâu rồi bắt đầu cái nhay nó lộ ra. Lộ ra sao em? Nhay mà mình bực luôn á. Nói không bao giờ mà mình nghe hết trơn, cãi. Như anh thấy trên lớp một ông thầy không nghiêm trang ha, bỏ vô quần mang giày tay đẹp trai lịch sự vậy, thì ở dưới học trò nữ có rất 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 nhiều người thích, chứ đâu phải một mình Quanh đâu. Quanh có đối thủ không? Có anh. Thấy không, bảo đảm có đối thủ. Ai ghê thầy lên luôn. Sao không, lúc đó không có lên đâu chị, trời, bị nhiều người thích là giống như là tích tụ nhiều người ác cho mình đó. Tại thầy với cô cấm thầy là không được quen học trò đó, nghiêm gì đó. Rồi sao Quanh kể đối thủ em là ai, như thế nào em? Thì cũng là bạn đó học
chung luôn anh. Mà nhỏ tuổi hơn hơn em. Rồi sao? Thì ra là Đức thì cũng là bắt đầu là quen với em rồi. Nhưng mà hay nhắn tin với bạn đó lắm. Trời, trời. Nói có đi. Chị làm gì có ta? Nhiều lắm. Nhắn tin cũng có nghĩa là thì cũng người ta hỏi bài thì thầy trả lời. Có nhiều bạn tự hỏi chứ không có yêu đương gì nha. Oanh là oanh ở với ba mẹ hả? Dạ. Khi mà quyết định mà em về em nói ba mẹ sao để mà mình bắt rễ luôn. Lúc đó là Đức ở nhà trọ của Đức, em cũng ở nhà trọ của em ở dưới đi diễn cho nó gần. Xong cái đợt đó em trả phòng trọ thì em đi về đây. Thì giờ Đức cũng vậy luôn. Cái lâu lâu cái xuống có một cái con chó nó bị bỏ rơi. Nó hỏi em là có nuôi được không? Được thì chở xuống để có thể là chăm giùm Đức luôn. Rồi Đức cũng xuống này kia thăm chăm phụ em á. Ngày nào cũng xuống. Rồi có đêm cái trễ quá không có về, cái em cho ngủ phòng em, nhưng mà ngủ phòng ba mẹ em. Một tuần ngủ lại 4 ngày. Trời, ngủ lại 4 ngày mà đi về không cho. Một 2 tháng thì ba mới nói là coi được thì cưới đi, chứ để chưa cưới mà cứ ra đi vô rồi ngủ ở lại người ta nói. Thời gian đó là coi như ba mẹ cũng giòn thì cũng ưng phải không? Lúc đó giỏi lắm chị. Đúng đây coi như làm rể là coi như làm hết việc nhà luôn phải không? Hồi đó mua đồ ăn về là hai cái làm rửa rồi cho chó ăn ngày 2 bữa. Đã lắm. Ủa lo cho chó không hả? Chứ không có lo gì cho em, không có lo gì trong nhà chứ hả? Dạ, nghĩa là làm một ở ngoài á. Giờ cũng phụ, giờ là không phải phụ hợp nữa mà giờ là làm. Làm gì đâu chị? Ví dụ làm gì đâu? Nghe sửa này nọ này, rồi chăm chó này, rồi quét sân quét nhà này nọ. Em một ngày mấy cái đó có 5 phút, 10 phút và còn cả mà chăn đầu vô mà con cá chị, con cá ăn là không có biết cái gì ngoài luôn. Chăm lên là 1 tiếng, 2 tiếng. Em kêu giữ con hay là gì bắt đầu chờ em chờ xíu 5-10 phút để cho cá ăn xong mới tới con. Tại mình phải thông cảm cho con cá. Ví dụ con người mình đói là biết mở miệng nói đói quá hoặc là tự kiếm đồ ăn. Còn con cá nó đâu có biết việc tự kiếm đồ ăn và nó đâu biết nói đói quá mà thời gian cho nó nhiều. Thôi con cá quan trọng mà anh em lỡ cho ăn mà lỡ bỏ nhiều ăn thiếu rồi lại chửi em. Rồi mua mấy con ốc táo về bỏ cho nó ăn mấy cái rau ở trong đó đó. Cái nó bò ra, cái em đi đâu thấy rồi chặn chết em cũng quay qua chửi em nữa. Đứt ở ngoài hai cái tật là em kể rồi. Thứ nhất là rất là nhây, làm gì cũng rất là nhây. Thứ hai là hay cho cá ăn. Còn cái tật xấu nào em cảm thấy em bực mội không? Bừa bộn lắm anh. Bừa bộn hả? Em lấy gì ra xài không giờ để lại chỗ cũ. Em đi dọn hay sao? Em đâu dọn, em để cho dọn chứ. Vậy hả? Cho quen. Cái đó là phải là bừa bộn đúng không anh? Cái đó là mình chưa dọn thôi. Chứ còn nào người nào bừa bộn á là người ta xả xong người ta không dọn mới gọi là bừa bộn. Còn cái này xả ra từ từ người ta dọn. Cái đó là người ta chặn thôi. Còn vợ em có điều gì mà em bực mình không? Làm gì cũng chửi. Ủa sao nãy em nói em gia trưởng, em biểu ra ngồi đâu là ngồi đó mà. Chửi nhưng mà mình phải vẫn gia trưởng cái chị. Thôi dạ. Ví dụ bà chửi la xong mà mình im lặng đi cho bà đi vô cái bắt đầu lúc đi vô rồi mà bắt đầu mình ở ngoài này mình gia trưởng cho người ta thấy. Thì bỏ tức anh. Chứ giờ mình mà to tiếng lại cái lúc đó là bắt đầu gia đình nó lại cãi lộn lụp xụp. Không phải mình sợ gì mà hôm qua mình không muốn gia đình mình nó ồn ào, nó gây chuyện này nọ. Dạ em giữ có cái tập ở trầm rằm được không? Sợ kể ra không đủ thể đi, không đủ người lượng chương trình đâu. Được ăn kỳ lắm. Thì là ăn sao? Ăn cái gì đó là một mình ăn thôi. Em mà đụng vô là chửi. Ủa chửi không có. Mà đồ của em ăn là bắt đầu là lấy ra. Thì ham ăn hả? Cũng không phải ham ăn nữa mà cái kiểu như là ví dụ em ăn tô bún đi, không hỏi nha, là gấp thịt rồi ăn là này nọ. Người ta nhìn vô nghĩ là hai vợ chồng ăn chung á. Nhưng mà tới lúc mà bạn ăn á. Của em ra đó là em chưa kịp đụng cái đũa nữa là bắt đầu nhất quyết cái gì riêng của bạn là không bao giờ được đụng vô. À cái gì riêng của em là của em, mà cái gì của anh cũng có thể là của em. Cái đó gọi là ăn theo kiểu gọi má thì hạ, má thì hạ. À. Nói chung nhiều lúc tức lắm nhưng mà thôi. Cái gì mà của em á, em biết ai mà cũng được. Vậy sao người ta của ta em cũng vô, còn em cũng biết nữa, còn em cũng biết nữa. Vậy là em má thiên hạ thiệt rồi. Còn gì nữa mà em thừa thắng xong lên em? Ôi nhiều lắm chị ơi. Nhiều cái bản làm được mà lại không cho mình làm cái gì. Lý do? Thí dụ chuyện gì làm không cho em làm? Ví dụ như cái trong phòng đi, bạn dục được bỏ đây này nọ được. Em phát chưa kịp thay xong nữa là nè đem ra ngoài nghe. Kỳ lắm. Nhiều khi bức xúc nhưng mà thôi mình đàn ông mình thôi, mình không lỗ đâu. Có khi nào em nghĩ là tại vì nhà của quanh mới nạt nội em vậy không? Vì nhà em cũng vậy à. Vậy nhà em cũng nạt em luôn. Dạ. Nhưng mà nạt cái kiểu như có tính toán á chị. Trước mặt nhà em đúng không? Là bắt đầu giả bộ bắt đầu nhà em quay đi cái là bắt đầu là em sùng lên làm chửi là bắt đầu nhà em tự em ăn hiếp. Không mà anh thấy đối với em á, quanh không có cần phải nạt, chỉ cần liếc thôi. 6 năm đó là nó có liên tục cái tình yêu không hay là có như lúc gián đoạn? Gián đoạn thì cũng có nhưng mà tác động ở bên ngoài. Tác động ở bên ngoài là tác động gì? Người ta dèm pha hay là người ta dị nghị hay là gì? Có giai đoạn nào sóng gió gì không? Nhờ sóng gió đó và em ăn hơn bạn. Em ít khi nói ra lắm nhưng mà. Nói đi. Cảm ơn bạn rất nhiều về cái phần đó luôn. Là chỉ một câu nói của bạn thôi. Câu nói là sao? Cái hồi đó là em giống như là cái con đường nghệ thuật của em giống như là nó
trong trên nó sụp đổ hoàn toàn. Trước đó đó là em đã được chuyển vai chính nè, nói chung là bắt đầu có chỗ đứng á. Gặp trong gai suy sụp thì giống như là súng, gọi là tận cùng của người đó, là tất cả mọi người đều quay lưng. Thì em có xin là giống như xin thầy Minh đó, là em có xin thầy là bỏ, tại cái diễn viên mình thì ngã rất là kỹ, nó cái từ bỏ nghề, thì em xin thầy em bỏ nghề. Nó vừa nói xong là em có chạy ra sau cánh sân khấu á, thì em khóc, có khóc. Qua hôm đó thì bắt đầu em với bạn ngồi nhậu ở dưới một cái quán cốc thôi, thì trời mưa phùng mưa đây á, thì có một anh Diệp Tiên á, ảnh mới mời kêu em là thi cái tiếng hội đó. Hồi đó kem số chưa có phổ biến như bây giờ vậy, mình nghĩ kem số là mấy đứa mới thì vô tìm cơ hội thấy, còn mình giờ thì có chút tên chút tuổi này nọ đi thi kỳ. Là em đang tính là mấy ngày nữa là em bỏ hết tất cả mọi thứ em về quê luôn á, tại em mà về quê thì em lấy lại cái gọi là cái phong độ của mình, là làm chủ cái này chủ cái kia dụng kia này nọ. Nhiều lúc mà ngoanh mới nói là thôi cứ đi thi đi chứ còn gì đâu mất. Cũng đúng rồi, kệ, tại cũng nán, không ai có thể bỏ nghề được, từ cái nghề nó bỏ mình thôi chứ. Như vậy là chính là lúc những cái lúc em tuyệt vọng nhất chính là lúc đó Oanh xuất hiện đúng lúc an ủi động viên em ha, và em vượt qua được cái cú sốc đó. Oanh thì sao, con đường làm nghề của em như thế nào, nó có gặp khó khăn gì không? Thì con đường làm nghề của em thì nó không có được suôn sẻ, thì trong lớp thì cũng có nhiều bạn xinh lắm, mình thì không có bằng người ta. Diễn đàn làm mấy cái mà vai nhỏ mà em được diễn làm thích lắm. Rồi em thì lúc đi thi tiếng Lâm Hội thì cũng có mấy cái vai mà nhỏ xíu rồi cũng chạy qua chạy lại diễn ra mấy con ma đó mà em hạnh phúc lắm. Tới giờ thì em qua bên sân khấu thầy á, thì em cũng được một cái vai mà em rất là thích. Có nghĩa là bây giờ em đã về sân khấu của thầy Minh Dưới em diễn, và vừa về xong là bị dịch đang tạm ngưng. Rồi cho anh hỏi là khi mà Đức quen với vợ mình là diễn viên như vậy rồi, khi vợ mình sinh con ở nhà như vậy, cái hướng của em đó là muốn vợ theo nghề hay là em muốn vợ chỉ ở nhà để chăm lo gia đình nội trợ? Cảm ơn vì mình cùng nghề với vợ mình, bởi vì mình sẽ hiểu vợ mình hơn. Không ai mà giống như là mình đã thích cái này rồi mà tự nhiên cấm người khác thích cái này của mình, trong máu của người ta mà sao mình cấm người ta được. 2 năm lúc mà lấy nhau về rồi tới giờ thì có khi nào mà có cái trận nào mà kinh thiên động địa mà hai đứa giận nhau rồi bất đồng quan điểm cái gì với nhau chưa, hay là lúc nào cũng cà rỡn hay là nhây vui vậy thôi? Bất đồng quan điểm thì ngày nào cũng có chị, cũng được đêm cùng tuổi cho nên hay bị thắc khẩu. Nhưng mà cãi rồi từng chừng 50 phút rồi nói chuyện lại bình thường, chứ không có cái chuyện mà cãi xong rồi giận một ngày đêm hai ngày hết. Cãi xong rồi thôi. Chưa khi nào hai chồng giận nhau mà qua đêm hết. Dạ. Bởi vì những người đàn ông mà có cái tính vui vẻ, tính nhây á, là cái tâm người ta rất tốt, không biết để bụng, rất là dễ thương, rất hòa đồng, rất là an nhiên trong cuộc sống. Hai vợ chồng đang có kế hoạch gì cho tương lai sắp tới không? Qua Tết, tụi em cũng tính mở một cái tiệm cà phê nhỏ ở trước nhà em. Tây sân vườn rộng nè, giờ thấy ngon nè. Cà phê gì? Không, cà phê gì? Cà phê cá. Vừa cái hộp chơi và kinh doanh luôn. Thôi bây giờ vậy, chia ra đi, như thường lệ mình phải chia ra để có những câu chuyện gì đó nó riêng lẻ mình không biết khai thác được. Chứ hai chồng khi ngồi còn ngại qua ngại lại đâu nói được đâu. Đi đi Tiết Cương. Rồi thôi hai mình ra cho cá ăn đi ha. Chị nghĩ là một cái khoảng 6 năm yêu nhau, 2 năm lấy nhau chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều khó khăn lắm. Mà nãy chị hỏi là tại vì đông người rồi, cái lướt, chị chưa có hiểu sâu được chuyện của em. Thứ nhất giờ quay lại cái đoạn yêu nhau trước đi, thì lúc đó là mình có khó khăn gì hay không? Cái lúc mới yêu thì trong lớp là thầy không có cho là Đức, có nghĩa là thầy giáo mà yêu học trò. Thì tụi em tình cảm nó tới thì mình không có cản được. Em quen nhau khi mà thầy mà biết được á, thầy la dữ lắm, thầy giống như là cấm đoán luôn, thầy giận Đức. Thì mình nghĩ lúc đó là cũng là do mình. Em mới nói với Đức là thôi nếu mà thấy không được thì mình ngưng ở đây đi. Đó là thầy không có nói chuyện với Đức nữa. Cũng một khoảng thời gian đó thì Đức cũng không có nhắn tin nói chuyện gì với thầy, cũng không có nói gì với thầy luôn. Thì lúc mà em nói cái câu đó thì Đức bắt đầu mới nhắn tin cho thầy ra nói chuyện, Đức kể, Đức tâm sự với thầy. Thầy cũng có nghĩa là cũng chấp nhận đó chị. Thầy là lo tụi em, dạ, lo ông ảnh, lo nó yêu cả, đương với thầy, dạ. Sợ rồi. Yêu cũng không thiệt tình rồi, năm ba bữa rồi là ảnh hưởng tới, dạ, tương lai của thầy, của Đức thôi, dạ. Đúng không? Dạ. Chứ còn nếu mà tụi em phân tích nói chuyện với thầy rõ hiểu là mình đàng hoàng, mình nghiêm chỉnh, mình đến với nhau đàng hoàng thì cũng ủng hộ chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cứ đi theo gọi là cái công ty của mình á, đúng, cứ làm thôi. Chứ khi nào mình làm sai mình phải sợ hơn. Đúng rồi, giống như là mình yêu thật, yêu chân thành, chứ không phải là mình quen qua đường. Dạ đúng rồi, thầy giận em một thời gian dài. Thầy thương, thầy la vậy thôi. Chứ khi mà tụi em yêu nhau mà thật lòng thì anh nghĩ thầy cũng dung đắc thôi. Tại vì thầy dạy anh bao nhiêu năm, em rất là hiểu tính thầy. Thầy nghiêm khắc,
thầy muốn cho học trò tốt. Tới giờ là thầy giống như đang giống như là khoe về em và bọn anh ảnh nhiều đúng rồi. Quanh ha. Cái khoảng đó thì lúc đó là nó qua rồi thì bắt đầu em lại gặp một cái chuyện khác nữa là em về nhà Đức. Lúc đó là mẹ Đức không có chịu em. Ủa lý do sao chịu? Mẹ Đức nói là đã thằng con nó làm diễn viên rồi, bây giờ lại quen thêm một đứa làm nữa, hai đứa làm những nghề này thấy không có tương lai. Nhưng mà Đức thì vẫn quen em, thì em biết là mẹ của Đức thì bây giờ cũng làm ạ rồi, không có đồng ý thì em vẫn quen. Thì lâu lâu em cũng có theo Đức về Đà Lạt chơi, em có chào hỏi nhưng mà kiểu là không thích mình lơ, cũng được 3-4 năm em lì lắm. Biết là không cho nhưng mà vẫn quen. Có một bữa thì mẹ mới nói với Đức á, thôi bây giờ yêu nhau cũng lâu rồi, quen con người ta cũng lâu rồi, thì bây giờ nếu mà được thì cưới đi. Cuối cùng là vì cũng như là mưa dầm thấm lâu, trai mặt lên riết là nhà không có chịu luôn. Dạ. Bây giờ là mẹ thương rồi phải không? Dạ. Lúc em có bầu có đồ rồi em có thay đổi tính nết không, mà có cái chuyện gì khó khăn xảy ra không? Lúc em có bầu thì kiểu là mình bị thay đổi cái hóc môn á chị. Em hay dễ bị quậu lắm, bà cặp lắm. Đức làm gì cũng bầu cái đó mà ba mới la mà nói là vợ có bầu vợ khó chịu thì mình đừng có ngay nữa, cứ ghẹo cho cặp rồi mốt đẻ con ra khó. Mà y chang luôn chị, giờ đẻ ra hai nó cũng câu có như em vậy, nó tọc lắm. Ui vậy hả? Lúc mà dịch á thì không có đi làm gì được, tình hình kinh tế khó khăn ở nhà thì mình có gây ra cho mình nhiều cái áp lực không? Dạ có chị, áp lực về tiền bạc lúc mà thăm con ra là em bị nặng nhất luôn. Tại em dừng cái câu chuyện đó mà em bị khó chịu. Như là dịch á, thì mình ở nhà không ạ, lúc đó cũng 6-7 tháng luôn. Thì mình xài hết cái tiền của mình để dành trước đó, tiền sửa với tả là mỗi tháng là nhiều lắm. Mình bị áp lực thì em mới nói là bây giờ mỗi tháng anh phụ vô cái tiền. Tại vì em mà xài hết tiền của em, bắt đầu em phải đi qua em xin ba mẹ em. Thì ba mẹ cũng nói là giờ tự nhiên tôi nuôi mày xong rồi, giờ tôi phải nuôi thêm con mày nữa. Mình thấy mình cũng buồn, mình nghe cũng buồn, nhưng mà giờ biết sao, giờ mình không có thì mình phải xin thôi. Thì ba mẹ cũng phụ tiền sửa với tiền tả. Em mới nói với Đức là giờ hai đứa không có tiền, giờ không có làm được gì hết. Anh cũng phụ với em là mỗi tháng đưa cỡ 2-3 triệu mua tiền sửa phụ với ba mẹ em, chứ giờ sao mà để ba mẹ gánh hết được. Mà Đức thì kiểu là sĩ diện, không có muốn xin tiền nhà. Em nói là giờ nuôi con mà có mình em. Nếu mà thuận chèo mát mái, công việc ổn định, tiền bạc ổn định, ở đâu cũng vui hết á. Ở nhà nội, ở nhà ngoại, ở nhà riêng, ở đâu cũng vui. Nhưng mà khó khăn kinh tế là nó gây ra nhiều cái thứ nó phiền phức lắm. Bản thân Đức nhiều khi đã xuống đây ở với gia đình vợ rồi mà đi về thì xin tiền thì cũng đúng là cũng có sĩ diện thiệt. Mà tính bản Đức hầu như là cũng có cái tính đó nữa, đúng không? Mình để ba mẹ mình lo hoài thì bản thân mình cũng mình thường cũng nữ lúc nào cũng bị thiệt hết trơn á. Rồi lúc đó làm sao, rồi lúc đó là Đức có về nhờ gia đình gì không, hay là tụi em giải quyết bằng cách nào? Lâu lâu thì mấy anh của Đức cũng cho tiền, cũng cho gửi tiền cho em phụ tiền mua sữa. Trong đợt dịch vừa rồi thì hai vợ chồng coi như là kẹt suốt ở đây rồi. Nhưng tuy là ở nhà thì có những cái khó khăn gì không? Em nghĩ cũng không phải là khó khăn lắm, tại chợ ở ngoài biết bao nhiêu người cơ cực vậy mà mình chỉ bị nhốt trong nhà mà nhà cũng rộng nữa. Nếu mà so với mọi người ở ngoài thì mình còn hạnh phúc nhiều lắm, hạnh phúc hơn người ta rất nhiều. Và anh chị tự thấy tự cho hay là Đức có nói là cũng đang mình. Cái đó em không biết, em không biết là Đức có nói hay không. Nhưng mà anh chị cũng hay cho tiền của chị. Có nghĩa là nhiều anh chị hả? Dạ. Cái giai đoạn nó kéo dài mấy tháng trời. Dạ, mấy tháng rồi. Nhưng mà khi em nói với Đức thì Đức nói sao? Dạ, Đức nói là để từ từ tính. Tại vì không nói là không muốn xin tiền nhà. Mà em nói là muốn cưới xong là còn hai đứa có một số vốn. Thì em nói là bây giờ mình mở một cái gì đó mình làm đi. Lấy cái tiền đó mình làm. Mình mỗi tháng mình có tiền mình nuôi con mình. Thì Đức nói là không có muốn mà xin tiền của gia đình, chỉ là muốn mà làm lên từ hai bàn tay trắng. Em nói trời, bây giờ mà làm hai bàn tay trắng là làm cách nào? Mình có tiền, mình có vốn sẵn, mình giờ mình lại mở ra mình làm thôi chứ có gì đâu. Cũng không chịu, cứ để ngay nuôi tới chừng mà qua dịch luôn. Nói là cứ xong mở một quán cà phê mà tới ngay và tới hai năm luôn. Bây giờ cái tiền nó đâu, cái tiền nó là ai giữ? Lúc cứ xong là anh của Đức giữ. Nói là hai đứa làm cái gì mà có một cái gì anh đưa tiền, anh đưa vốn ra. Thì em mới nói là giờ có đó, mình mở quán cà phê ra, mình bán trà sữa này kia trước trường học nè, cái gì cũng được. Tới giờ cũng chưa lấy, chưa làm luôn. Dạ chưa. Lý do tại sao Đức không muốn là Đức không muốn lấy cái số tiền đó ra, hay là Đức cảm thấy là cơ hội chưa có tới chín mùi, hay là Đức không biết làm gì? Em nghĩ là giống như là muốn thể hiện gia đình là mình không có cần lấy cái số tiền đó. Không cần lấy nhưng mà mình vẫn có thể làm ra được tiền rồi Đức. Đó, vậy sẽ diễn gì cực vậy? Không có biết đâu.
cái nỗi khổ của mình khi mà mình xài tiền của ba mẹ mình vậy. Bây giờ đỡ hơn chưa? Bây giờ dịch đã lấy lại rồi, có cái kinh tế nào, có cái nguồn nào vô chưa? Dạ có chị, cũng là em cũng mở một cái shop quần áo, cũng có được lai rai rồi đứt vốn đầu mở shop quần áo. Cái shop này là của em với nhỏ em làm. Ở đâu đâu? Ở trước nhà này chị. Có show dậu gì làm lại chưa? Dạ có là chị, cũng đi phim nửa giờ cũng đang đi phim á. Đi làm thì về Đức đưa tiền hết cho em không, hay là tiền hai đứa nào đứa đó lấy quản lý? Dạ tiền hai đứa quản lý chị. Ủa vậy hả? Đúng vậy. Vậy là mỗi tháng là Đức giờ đã có đưa tiền chưa? Dạ có tháng đưa có tháng không. Tại có tháng nào có phim thì đưa, mà không có thì không đưa. Gì kỳ vậy, rồi không đưa rồi tiền đâu vợ xài rồi nuôi con nữa. Nói chung là nhiều cái phức tạp lắm chị, mình cũng không có tiền kể nữa. Vợ chồng mà muốn nếu mà nó để còn những cái lấn cấn trong lòng á thì nó khó vui vẻ được lắm. Đôi lúc tụi em cãi vã nhau hoài, thật ra nói là vui chứ không vui được đâu. Con cái lớn lên rồi nó thấy không có vui được đâu. Mà tụi em cãi nhau hoài là vì trong lòng tụi em nó có những cái mà tụi em chưa nói với nhau. Thì chị nghĩ là nên nói chuyện với nhau mỗi ngày, đừng có cãi chồng nữa. Tại khi em cãi qua cãi lại là em tạo cơ hội cho nó nhây thêm. Chị chỉ cần nói là kêu xuống ngồi nói chuyện, nói ra coi người ta nói như thế nào và để giải quyết. Còn em gút mắt trong lòng, khi em bực bội rồi bên này cãi thì nó không được. Và khi con lớn lên một chút nữa là nó rất là khó. Có khi nào em nghĩ tính mình hay bông đùa cà rỡ vậy không vậy, đôi khi hay tủi thân hay là giống như là buồn rầu một mình không? Em nghĩ ai cũng phải có. Thấy vợ buồn tủi thân vậy rồi có động viên gì không? Em không có dạng như mở miệng đó, em buồn hả em? Mình biết, ví dụ mình biết mình lỗi, tự thấy hổ thẹn bản thân mình được, cái mình qua sau mình phải làm cái gì đó. Nó ví dụ làm cái gì đó chứ không, rồi anh thấy như là đã biết mình sai cái gì đó. Nãy giờ em cũng chia sẻ là hai vợ chồng chưa bao giờ giận nhau quá một đêm đúng không? Ví dụ giận buổi sáng, buổi chiều về. Không, sáng chiều luôn anh. Cả cái vô lấy cái ly nước cái ra hết bình thường mà cả mà muốn quấy lộn luôn á. Hôm nay sẵn chương trình Thám Tử Hôn Nhân đây, em có một cái lời gì đó thể hiện yêu thương vợ để cho vợ bất ngờ và cho anh với chị Cát Tường phải nể phục em con. Khó quá. Khó thì anh mới yêu cầu ông làm, chứ dễ thì đâu có yêu cầu. Mình còn một chặng đường dài phía trước mà con mình còn rất nhỏ. Không chia sẻ là nó rất là dễ xảy ra mâu thuẫn. Rồi, ok thôi mình ra tìm coi hai người kia nói gì ngoài rồi. Hello, chào hai bạn trẻ. Đến thăm ta nhanh lẹ về, định tới ăn tối nhà ta luôn hay gì mà lâu vậy Tiết Cương? Nãy giờ ở ngoài đó, nãy giờ chia sẻ và cũng hứa hẹn nhiều lắm. Hứa hẹn với vợ chứ hứa hẹn với anh Tiết Cương chị? Không, hứa hẹn sẽ làm gì với vợ để cho chị Cát Tường với anh Tiết Cương nể á. Đúng rồi bây giờ chứng minh bằng hành động đi. Từ đó vô đây chết suy nghĩ ra liền nữa. Thôi bây giờ nè, cho em cơ hội em suy nghĩ nè, đứng ra đi ẵm con vô đây. Nãy giờ giới thiệu con quá trời, để cho cả nhà mình thấy con luôn, cái gia đình hạnh phúc như thế nào trong cái đoạn mà đi ẵm con đó mình suy nghĩ. Rồi nhớ rồi nhắc tới con là có cái rồi. Hay. Ủa em bé tên gì vậy Quanh? Dạ ở nhà thì tên là bé Dâu. Trời ơi, cái mặt bả hài bà cố luôn. Cười rồi. Mặt ta cưng vậy mà Cát Tường không khó. Mặt cười vậy là con cha mẹ có tiền đó. Cười cái coi nè, cười rồi. Đi quá, cái dâu giỏi quá. Hứa hẹn gì anh Tiết Cương giờ thể hiện đi. Em nói sao chứ hồi nãy giờ em đi lại đây vợ đây, em chỉ cần chị khui một chi một là khóc quá trời luôn đó. Còn nhiều cái cũng buồn lắm đó. Em nói sao đó, em nói. Cảm ơn em đã cho một gọi là một cái niềm tin, lửa để sống mạnh mẽ, hết sức, hết công sức của mình tới cái con đường tiếp tới này. Đây, ở đây, cửa nghề. Những lúc mà gặp khó khăn hay gì đó, em sẽ nghĩ tới cái cục lửa này của em để mà kích cho cái đam mê, cái yêu nghề của mình nó lại mạnh hơn nữa. Đúng không? Hôm nay hai anh chị cũng có cái dịp ha, ghé thăm vợ chồng tụi em, cũng chia sẻ thêm cái câu chuyện tụi em để cho những người hâm mộ người ta hiểu biết hơn về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, hoạt động nghệ thuật thì sẽ như thế nào. Qua đó thì chị cũng thấy được những cái hạnh phúc nhỏ trong gia đình của mình, cũng có thấy những cái nỗi buồn còn len lỏi đâu đó nữa đấy nghe. Chúc cho hai bạn thứ nhất là được nhiều sức khỏe nè, hãy là những người bạn của nhau. Trước tiên để làm một cái cặp bạn đời thì mình hãy làm bạn của nhau trước, cái gì cũng chia sẻ với nhau được. Nên trò chuyện với nhau nhiều hơn, bớt cãi cọ lặt vặt lại. Chúc cho hai bạn hết dịch rồi, bây giờ mình khởi nghiệp làm ông chủ ha. Ông chủ bà chủ quán cà phê nha. Thành công ha, phát triển nha, quán cà phê đắt khách. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều luôn đồng hành với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Và bây giờ thì Cát Tường và Tiết Cương xin chào tạm biệt. Chị Hồng đau quận 7. Dạ em đau quận 7.
tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ để còn phải. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Thuê nhà xong em chuyển cho bạn. À, 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhiều. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. À. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. À. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Ừ. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm rồi. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì em làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có thể là luôn nhanh động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, khi nó tính quá không kiểm soát được công việc. Ừ. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay khóc. Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Ừ. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Cũng mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Trời ơi, đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Đi hôn lâu chưa em? Được một tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. À. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám được, nếu em sinh được em phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em thấy một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, thì em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè, thì sao? Giờ ví dụ như anh đó, anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn rồi. Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy
cho nó phù hợp với mình xíu, lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một lần. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á, ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sợ em. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sợ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là gì? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó nhận nhiệm vụ nữa. Vì người kia đi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn, chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh là nhiều, mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà... Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì đương là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em chỉ cần việc này mà. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình được tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi, xong rồi, cảm ơn em. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza quận 7.
Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. À, mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi, chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ, rồi. Chị, mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007. Kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là... Vâng, vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thế nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè. Nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán. Cũng hơi lệ thuộc và gia đình. À. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Rất ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị nói con chị nói như vậy. Yeah. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi. Lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Dạ vâng, nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ. Nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Nói chung là tự chủ. Quyết đoán. Không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết. Là trụ cột. Ngoại hình một chút xíu.
chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chưa 1m65 giùm chị. Dạ. Còn điểm gì nữa, đặc biệt hơn nữa? Cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung. Nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu à? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh ấy có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng có quen gia xa được trưởng không? nha. Chị có thể quen xa được không? Xa thôi cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào nghĩ là phù hợp với mình? Kinh Tại nhiều doanh khi bọn hoặc em không. là kinh doanh hoặc là làm quản lý. Kinh doanh hoặc là quản lý. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu cầu, vì đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á, thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác Nhưng mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình À, chị nha. có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Rồi. Ok. Chăm hình thì bình thường mà. Ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Em cảm ơn Rồi. chị đã tìm người phù Rồi. hợp chị. Cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Chào chị nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ, tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị. Em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà. Và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất, Hà Nội ạ. Thạch Cát, Hà Nội. Rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? À, điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ.
Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này thì mình ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, hay tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83 nhưng em lại kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay tìm thôi thì em cứ liều em tham gia thôi. Còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, cho các cháu nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17-18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi. Thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc, cái gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy, thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về, theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé. Tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé. Để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở, chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành. Tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À, thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu? Thì như thế nó cũng vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng. Và bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ cũng không muốn là người chơi tham gia, liều tham gia này kia. À, nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhỉ? Dạ, em muốn không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút. Cho em có thể cùng chăm lo con được với em, thì những cái tiêu chí khác thì em không cần phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả. Ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi.
là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về. Bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ. Chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác. Người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ. Vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó, cảm ơn chị nhiều ạ. Đây là một buổi casting với bạn Nguyễn Hò ha. Thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998. Em quê em ở Hậu Giang, em đang làm việc. Em đang làm chuyên viên marketing ở bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng ạ. Chị nhanh hết. Cái Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em có mục tiêu rõ ràng, em biết em sẽ làm cái gì tiếp theo, rồi em chăm chỉ, nếu có em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc. Nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình nhưng mà kéo dài. Em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không, tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Vậy để em bật 4G thử. Tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nha. Em nói chuyện này nhá. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm.
rồi khi mà em làm việc của môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Ồ, toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu, em quen ở đâu? Dạ, em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước đem cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ. Rồi biết nhau là qua bạn. Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi, chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn, là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Dạ đúng rồi. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Em có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Chung là nó có thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn, đi chơi. Mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi. Ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao. Ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào? 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu. 15 triệu. À, 15 triệu. Rồi, ok. Rồi, quê quán nè. Em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác. Dạ. Hơn tuổi em nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, kỳ 94 mạng quả đúng không? Trời, bà mê tính quá bà ơi. Trời. Em không mê tính lắm nhưng mà gia đình em mê tính. À vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn cao dạ. Trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m5 lâu. Trời ơi, gì vậy bà? Thì cái 1m63 là được rồi. Em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cho nó uống sữa. Rồi, thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Dạ. Mập được không? Dạ, cũng được. 98kg được đúng không? Đừng mập. Đó rồi, hỏi nữa. Rồi, ok. Còn mong muốn gì với bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã, ví dụ như bạn không được. Rồi ok. Đây là một buổi casting ha. Thì có gì là sẽ nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều.